Hi, chào anh em vào chị ở lượng mình là Tờ Lũng X98. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Kỳ nghỉ lễ Noel cùng với vòng quay Mizuchi rồi mèo thần tài vân vân cũng đã kết thúc. Thậm chí kể cả vòng quay hồn vũ khí của Mizuchi cũng đã kết thúc với Even tiêu viêm cương chồng chéo kép kiếp lên nhau. Rất nhiều cũng đã kết thúc. Nhưng tưởng là kết thúc nhưng thật ra lại là chưa kết thúc đâu các bạn ạ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục có một chuỗi event tiêu viêm cương mới diễn ra trong vòng 3 ngày. Kèm theo với đó là hồn hạp kép của Major và K phẩy. Tất nhiên kèm đi cả với nó nữa là hồn vũ khí chỉ trong vòng 3 ngày thôi các bạn ạ. Các phần thưởng ở các mốc từ 25.000 đến 30.000 hai mốc cuối thật sự rất ấn tượng. Với 15 mảnh hồn vũ khí tự chọn cho mỗi võ sĩ hoặc ở đấy. Và ở mốc 30.000 thì các bạn sẽ có cơ hội lựa chọn đó là một phím bạch kim hoặc là 1/3 viên run đỏ, đúng không các bạn? Còn ở mốc 40k thì sẽ là 11 viên cũng là mảnh hồn vũ khí các bạn ạ. Tối đa ở đây chúng ta có thể nhận thấy các bạn để ý là lên tới là nhân 2 x2, nghĩa là 30 mảnh, đúng không các bạn? 30 mảnh hồn vũ khí tự chọn mỗi loại hoặc là hai viên chip đỏ tự chọn. Rõ ràng mảnh hồn vũ khí sẽ quan trọng hơn mốc 40k. Ngon đúng không các bạn? Quá ngon. Nên thành ra những bạn nào mà tiêu kim cương đến mốc 40k thì mình nghĩ rằng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên để tiêu được cái mốc được đến mốc 40k kim cương thì chắc là bạn chỉ lấy hai hồn vũ khí không thôi ấy. Ừ, hình như là đến đấy. Ôi căng phết nhỉ. Hai mốc 40k căng phết. Còn tất nhiên là nếu như mà chơi hồn hạp nữa thì dễ tính hơn hẳn rồi. Ê, thành ra này khó phết vì chưa có cái hồn vũ khí Major nào. Bạn ý bảo là nhờ mình vào xem event và quyết định giúp bạn ý xem là phương án nào là phương án tốt nhất để lấy hai hồn vũ khí Major. Các bạn lưu ý rằng trong sự kiện tiêu 40k vừa rồi, nếu tổng cả mốc 25k và mốc 40k ấy, thì chúng ta sẽ nhận được 15 x 3 là 45 mảnh hồn vũ khí. Đấy, thôi tạm thời mình cứ quay trước đây các bạn nhá, để xem nó tiêu tốn đến bao nhiêu. Theo mình được biết ấy, thì để 45 mảnh nghĩa là để quay được 155 mảnh thì nó cũng phải hết gần 40k kim cương đấy các bạn ạ, chứ cũng không phải là ít đâu. Đấy, nên là cũng căng phết đấy. Thôi rồi cứ quay đã các bạn ạ. Mình sẽ lựa chọn mảnh hồn vũ khí của Major. Việc này rõ ràng là cần Major chứ không cần ca phẩy. Các vị trí như là Mizuchi và Dulon cũng chỉ đóng vai trò là hỗ trợ thôi. Thậm chí Dulon này mình nghĩ phải để hàng sau, chứ Dulon này để hàng trước thì nhanh hỏng lắm. Đấy, còn vai Major thì sẽ là bộ đôi đam chủ lực các bạn nhá. Đấy, vai cũng có 6 sao luôn, ngon vai nhá. S-Max Major đến nơi rồi. Rồi, nói chung là chủ bạc không phải là một người chơi VIP cao, không được chơi nhiều event. Nhưng những event mà bạn ấy lựa chọn chơi theo mình thấy rằng tính đến thời điểm này đều là hợp lý. Ok, nào, hai cái hồn vũ khí Major và tháng sau sẽ phải bỏ mốc mèo cuối cùng. Dự đoán là như vậy, nếu như mà cái lịch ra mèo nó không có nhiều thay đổi, không có nhiều bất ngờ. Chúng ta cứ quay thoải mái đi. Đến mốc khoảng 165 mảnh hồn vũ khí Major thì chúng ta mới cần phải dừng lại để nhìn xem là chúng ta có cần phải lấy thêm không thôi. Đấy. Khó phết nhở. Mình xem nào, 40k kim cương tiêu cái gì bây giờ nhở. Mình thấy rằng 40k kim cương ấy thì nó sẽ lấy được khoảng độ 180 mảnh hồn vũ khí, nghĩa rằng mình sẽ thừa ra 15 mảnh. Thế thì cái dương cuối thì mình mở, tức là dương mốc 40k thì mình mở. Đây, hồn hiệu ổn sách dành cho Major đấy. Còn cái dương mở mốc 25k thì mình sẽ không mở. Đấy, mà mình sẽ thay vì lấy mảnh hồn vũ khí thì mình sẽ lựa chọn vật phẩm khác đấy, có thể là phím hoặc là rune chip gì đấy vân vân, đúng không đấy, nó cho chúng ta nhiều sự lựa chọn mà. Hoặc là mảnh võ sĩ cũng được. Mảnh võ sĩ sẽ tương ứng với mảnh vạn năng. Ok, vòng quay này có vẻ ra ngon hơn vòng quay Mizuchi đấy. Vòng quay vũ khí Mizuchi vừa rồi cắt quá các bạn ạ. Mình quay 25.000 kim cương mới ra hồn vũ khí, mới gọi là đủ lắp được hồn vũ khí. Thôi mình sẽ ghép luôn các bạn nhá, để cho nó đếm, vì trên 100 là nó không đếm nữa đâu. Đấy các bạn để ý đây, nó không đếm nữa đâu. Đấy, ra nhưng mà nó không đếm nữa đâu. Ok, căng. Hết 20k kim cương. Ở đây hên đấy các bạn ạ. Quay cái này là hên đấy. Phần frag. Ok, tạm thời được một cái đã. Anh em mình nghĩ chỉ hơn 20k một xíu thôi.
Nhận thưởng luôn đây. Thôi thôi kệ ông ấy vào ông ấy nhận. Mảnh vạn năng còn 115. Ừ cho lấy mảnh vạn năng cũng được. Mốc 10k không có gì phải phân vân lắm. 20k cũng thế. Rồi hết 22k. Thế là hợp lý đấy các bạn, lại rẻ đấy. Không không đắt đâu. Đấy, ok. Mày, ừ thôi lấy cái này lấy mảnh mây chờ nhỉ. Đấy, tiết kiệm mảnh vạn năng. Đấy, còn mốc cuối này thì chơi hết. Thế là vừa đẹp. Đấy. Chứ giờ các bạn ấy để tí nữa nhá, mình mà quay nhá thì nó sẽ đến mốc khoảng 35.000 là đủ 165 mảnh, mình đoán tầm đấy. Mà lại thêm có 5.000 mà lại không lấy thêm đến 30 mảnh ấy nữa thì hơi buồn cười đúng không? Ông ấy chơi even lại rốt quá. Nào lấy thêm tầm 65 mảnh thôi quay ra ngó. Alo. 3 55 mảnh xong rồi quay ra ngó, nhầm chết người đấy. Bên này thì không thể có hy vọng là quay phụt ra cái ra cái hồn vũ khí như là bên Nhật được. Đấy, nó sẽ có một số lượng người chơi rất là nhỏ. Đấy, hên, rất là hên. Để quay luôn được ra hồn vũ khí. Bên này thì giá của nó không dao động nhiều. Đấy, vừa rồi mình quay là 22.000 là rẻ. Còn có bạn nào lên 26.000 thì đắt hơn một tí. Đúng không? Còn không thì nó chỉ quanh quanh lúc đấy thôi. 46 rồi, nhanh phết. Mình cần 55 mảnh. Rồi 54 rồi. Thiếu một mảnh không được các bạn ạ. Rồi xem tiêu mốc bao nhiêu. Quả này mới hết có 14.000 thôi. Mà ấn luôn nhận luôn thì tí nó đỡ phải hỏi. Đỡ phải. Định để ông ấy nhận. Nhưng mỗi lần vào xem nó lại phải vút lên vút xuống. Mất thời gian nhận luôn cho nhanh. Đấy, mốc 25 này là được đấy các bạn nhá. Mình có 55 rồi, 5 gọi ừ 55 cho tròn đi. Mốc 30 này không chết người nhận luôn. Đấy các bạn thấy thiếu có 4.000 nữa đúng không? Đấy, bây giờ mà lại không quay lên lốt 4.000 ấy thì chết một cười. Nói thật với các bạn thì lại chơi lại dở quá. Mình kiểu gì mình cũng phải lên thôi. Đấy các nhiệm vụ ngày tôi tiêu luôn hộ ông này. Em còn cái gì để mua không? Chả có gì để mua à? Tiêu viêm cương mình nghĩ là mua mỗi thể lực đánh FP, đánh cái màn cái gì ở tranh đoàn lo năng lượng này thì mai cái gì gọi là đến mua tiêu chỉ gấp hết 50 kim cương là kịch chơi tiêu ngay bây giờ có mỗi mua mỗi thể lực thôi. Thế thôi nhỉ, mới có 55 mảnh thêm 30 mảnh ở kia nữa, 55 mà cộng với 30 85, thêm 15 mảnh nữa. 4.000 không biết có ra được 15 mảnh nữa không. Thì cái dương kia mình lấy 20 mảnh vạn năng là đẹp. Ôi tức ngơ, rồi xin lỗi ông gì nha. Tôi 800 em cơ. Ê, mơ xin lỗi ông gì nhá. Bấm nhầm. Không cố ý. Đi mất hai phát bấm. Cái bù lại được quyển sách. Vãi là trường. Đáng tính. Thôi thật chụp đáng tính. Phải thật sợ giật cả mình. May nhìn là nhanh ấy. Ok. Từ từ dừng hình thì tôi gợi ý để tính nhá. 30, 70 là đủ rồi đúng không? 70 đủ rồi, thêm phát nữa thôi. Ừ đấy, tròn 70, hy vọng là đủ rồi đấy. Đằng nào cũng vừa đủ. Đấy, không thì nó cũng thiếu mất một ít mà các bạn. Đấy, vừa đủ luôn. Đúng không các bạn? Vừa đủ 40.000 luôn, đấy, hết 4.000 luôn rồi. Hợp lý. Nói nha, mình sẽ mở luôn cho ông cái dương này để ông ấy... À đâu? À, dương 4 chọn 1. Ừ. Còn dương này thì ông chủ hạc nhớ vào mở lấy mảnh mây trời nhá. Ông lại mở hai mảnh kia. Chết người này. Ai, cắn cả vào lưỡi, đau quá của ấy giật cả mình. Nói như là phản xạ bản năng ấy các bạn ạ. Đây à? Đây chứ, đúng không? Đúng rồi, đây. Cả hai hộp luôn chứ còn phải ngợi cái gì á. Hai dương này luôn. Đấy, các bạn thấy hợp lý không? Đây là phương án lấy tốt nhất đấy các bạn nhá. Đấy, tiêu đến mốc 40k.
Như vậy là chúng ta thật ra là cũng không cần thiết tới 40k, nhưng mà vì mốc tiêu viêm cơ như thế nên là phải tiêu mốc 40k. Sẽ được hai hồn vũ khí kèm theo rất nhiều vật phẩm, bao gồm một hiệu hồn sách, mảnh vạn năng, bao hồn hiệu hồn sách, mảnh vạn năng, đá thần, nói chung là rất nhiều vật phẩm nâng cấp. Đấy, thì theo mình đây là một cái event ngon hơn event lấy hồn vũ khí Mizuchi vừa rồi, nếu không muốn nói là ngon hơn rất nhiều, giá rẻ hơn bao nhiêu, và các vật phẩm của nó thì nó không bị một gọi là một cách gọi là cưỡng ép. Nhà mình lấy ví dụ như là skin của con Athena Superstar thì thật sự nó cũng không nhất thiết là phải cần, đúng không? Đấy, nó không bức bức thiết là phải cần, có thì tốt, còn không có thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đấy, Mizuchi thì có hồn vũ khí hay không nó cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều. Đấy, nhưng mà Major thì lại khác, đúng không các bạn? Đấy, ok, hồi thức tỉnh một cái, còn một cái sẽ để dành để nâng cấp lên tầm ban môn, thì chúng ta cùng chờ đợi vào khung giờ đó là cái gì nhỉ, thứ ba các bạn nhé. Hôm nay là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, anh dự kiến là thứ ba là sẽ có lịch update và thứ tư, thứ năm sẽ có update. Đấy, dự kiến này thôi, chứ còn đâu tuần trước này nó lại update vào đúng thứ ba, thì có khi hôm nay nó cũng là tuần này lại update vào thứ ba cũng không biết chừng. Đấy, tuần trước update sớm rồi. Arc đang ở hạng 222. Khi thức tỉnh vũ khí thì mình nghĩ rằng top nó sẽ cải thiện rất nhiều. Mình sẽ đánh hẳn vào hạng 175, nơi một người chơi mà cũng có cái chỉ số lực chiến rất là tốt. Và sau khi nâng lên S Max thì mình nghĩ rằng ARC sẽ còn có thứ hạng trong đấu trường tốt hơn nữa. Đấy là cái điều mình có thể chắc chắn. Rồi, hơi lag chút. Rồi, có vẻ lỗi mạng các bạn ạ. Mình sẽ tạm cắt wifi. Cho bật lại. Vẫn không được thì sẽ tắt cả 4G hoặc lại đang lỗi cái gì rồi ấy. Không phải chứ. Sáng nay mình canh 20 giờ 59 còn ngon lành mà. Cháu đang cho vào kia đó quay rồi. Eo lác ghê. Đơ luôn. Này do lỗi mạng, này do lỗi mạng. Thôi mình sẽ tắt toàn bộ cả hai cái mạng đi. Vừa tắt. Bắt đầu. Cũng ở kia. Sáng mai rồi cho. Sáng mai bắt ai mà cho. Rồi cháu làm cho. Sao mày cứ cho vào. Để sáng mai nó cũng cứng lại. Không. Cả một đêm nó lạnh này, chùa này nó cứng lại ngay. Bao giờ ăn thì cháu cho vào cho. Ăn bắt ai mà ăn. Rồi sáng mai cháu dậy cháu cho vào cho. Rồi cháu cho vào cho. Ok, vừa chắc là được rồi các bạn ạ. Như kiểu gì rồi quả của đây bấm 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 xịt mình. Ông này có thần bài à, thần bài thì hơi căng đây, giết được ông này các bạn này. Ông này cũng có vài mươi chờ. Ô, khỏe thế, lực chiến lực tranh nhau nhiều á. Đây ông này chơi team ba năng nhang các bạn này, chơi toàn 5 sao tam môn này, bỏ anh cho 50 bậc nhá, chơi 5 sao tam môn không hồn vũ khí, phong cách của lão Lý Lác thời ngày xưa này. Đối phương lực chiến ngon hơn do đồ của họ ngon hơn. Đồ đây được hiểu là đẳng run phím chip hồn được lắm đấy. Rồi Dulon chưa 4 sao nên không có nội tại miễn chí tử. Ông này mình nghĩ là chắc hôm đấy quên không tổng kết. Mình đã dặn rồi mà chắc vẫn quên. Không tổng kết thì làm sao mà thành ra không nâng ở Dulon đi 4 sao, đấy là phí. Đồ free.
Rồi, sát thương gần như không đáng kể. Các bạn này khiên của vai cũng khá ổn đúng không các bạn? Đối phương đang không làm gì được. Và vẫn còn khiên trên người. Khiên này thì cũng không sợ Rio Thiên Cẩu luôn. Nó sẽ miễn nhiễm sát thương phản đòn của bạn. Rồi. S-Mark vai luôn. Dân chơi ghê. Play dân ghê. Đây là mấy trò có hồn vũ khí. Chất chơi người chơi thật đấy. Mình không nghĩ ông mày lưng là S-Mark vai đâu. Gớm thật. Như vậy là sẽ có cả combo S-Mark vai và Major. Thế mà lại chui tít được cái top này. Đùa. Đùa nhau. Rồi, một pha đấm cực kỳ chất lượng của Tenico. Chứ không mà con lêu mèo nó còn nhây còn chán các bạn ạ. Rồi, hay quá. Một pha S-Mark có thể lên tới vài triệu nhưng chỉ phá vỡ được tấm khiên thôi. Rồi, vai full thanh kích thương rồi các bạn này. Nhảy phát là mất luôn miệng chí tử của mất một mạng của Athena. Ấy, biến hình luôn. Xem Major bổ vào ai. Rồi, chính là ngon nhá. Ui, S-Mark vai nhìn ngon vai. Combo vai Major quá dã man. Nó sẽ còn mấy lần khiên nữa cơ. Và ngoài ra các bạn lưu ý rằng Vice cũng sẽ còn cái gì nhỉ? Vice cũng sẽ còn miễn chí tử cơ. À, còn hồi sinh nữa cơ. Ui, còn vài khỏe quá các bạn ạ. Vài trâu quá. Hai anh em đỡ kiểu dề. Nào, mất máu lại bật khiên. Thì Vice cũng sẽ được hưởng khiên. Đấy, còn không thì chết ngay. Ai đấm phát chết ngay. Eo, đánh như kiểu lửa vời thế này thì... Nó nhảy cho lại không trượt phát nào. Nhảy con nào cũng chết. Mất miệng trí tử. Không con nào độc chiêu. Nhỏ thật ý. Rồi cuối cùng thì Vice cũng chết rồi. Rồi S-Mark lần thứ hai nó vạch áo cho người xem lưng. Một lần nữa là con Tenico mất miệng trí tử thôi. Ôi, ở trên luôn rồi. Tenico có lẽ là chiến S-Mark mình đoán ấy. Rồi ok. Chiến thắng dễ dàng thế này nhở. Em không đánh lên, cứ để chui dưới. Hàng này mình nghĩ rằng chấp đến gấp đôi được chiến vẫn được. Đánh với ông triệu rưỡi này mình nghĩ vẫn thắng được. Đánh với điều kiện là ông không có 6 sao mấy nhá. Ông này có Raph không sợ. Ngon đấy các bạn ạ, này đánh rồi còn tăng hạng vù vù thôi, nhất là lên S-Mark. Level 89, thua lực chiến là thua rune, vì chưa có rune. Đúng level 90 mới có rune, này thọt cấp so với những người chơi khác trong server, thành ra mất tốt. Chứ về boss là ngon rồi, ông để thọt nhiều cấp quá, mỗi ngày ông phải mua thể lực của chiến lệ. Thôi nhá, xin lỗi cho cái vụ 800 kim cương nhá, mình không cố ý, nhưng mà không với ông chả biết tiêu gì, thực ra lô tí rồi. Cái gì nhở? Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo nhá.